là có thể 50 đến 90 rồi. Giải thưởng dành cho đoàn làm phim số 1 đến từ quận đoàn đống đa là một phần quà lưu niệm của 24 đường dây trị giá 1.500.000 đồng, một phần quà của nhà tài trợ X-Men và một chiếc áo nhiệt của X-Men tài trợ xin tặng dịch vụ. Mình lên đấy nghe vâng định ổn chưa, quay là cái gì thằng chờ đây cái sự kiện thật nào bạn buồn cười thật nào viện đang có văn bản gì và kỷ luật đài báo chí lên hết rồi xử lý kỷ luật. Đàn có một ý tưởng kinh doanh cao cả. Báo chí công luận nên tiếp và báo pháp luật. Hãy đến với chương trình mới của VTV mang tên Khởi Việt để chúng ta trình bày trong lĩnh vực kinh doanh. Và điều quan trọng hơn cả là bạn có thể tìm được nhà đầu tư cho dự án kinh doanh của mình. Ông Nguyễn, trưởng công an, trên chủ tịch. Bạn cần được nhận công an, chuyển sang làm chủ tịch.